Thì thôi bây giờ hôm nay mình trao đổi hai câu là tại vì có 40 phút thưa cùng quý cô bác. Đó, như vậy thì thầy đã dạy chúng ta lời văn tao nhã hữu tình. Như vậy là lời văn, cái văn chương là văn chương của đất nước Việt Nam trong lịch sử 4.000 năm văn hiến. Mà hôm nay Đức Thầy nói lời văn. Đó, vậy là dùng cái văn chương. Đó, mà thầy mới nói lời văn, tất nhiên là cái kim ngôn và cái khẩu nghĩa là vàng tiếng ngọc của Đức Thầy để đem dạy chúng sanh. Đó, cho nên gọi là lời văn bắt đầu cái nguồn phát xuất từ lời châu ngọc của Đức Thầy để dạy chúng ta, gọi là lời văn ha. Lời văn mà tao nhã hữu tình. Tao nhã là lịch sự và mỹ miều xinh đẹp vô cùng hả quý cô bác, quý đồng đạo. Đó, cho nên thầy nói nè, miệng nhích môi đầy văn tao nhã, phải không? Hạ bút thần thơ đã đề khai. Như vậy thì thầy hả miếng nói ra cái mỗi cái một cái lời của Đức Thầy toàn là văn chương trên cái thế giới. Vì vậy cho nên vừa rồi tôi đọc cái câu đó đó quý cô bác, cả cái thế giới này hen nghe qua được một cái câu của Đức Thầy thôi, mà cái trong cái câu mà lời văn mà tao nhã hữu tình nè. Đó, cho nên thầy nói miệng nhích môi thì đầy văn tao nhã hả, thấy không? Miệng nhích môi thôi, nhích lên là lời là mỹ miều xinh đẹp vô cùng, lời để cho chúng sanh giác ngộ được mà tu hành để dứt đi cái con đường khổ, đi đến là thanh bai lịch sự, đi đến là ngôi thần nè, thánh nè, tiên nè, Phật nè. Đó, vì vậy cho nên thầy mới cho chúng ta biết là lời văn. Đó, lời văn mà tao nhã. Đó, hữu tình. Vừa có là tình là của nhân loại và có cái tình của thánh, của tiên, của Phật để đem cho chúng ta biết được cái hữu tình. Cái hữu là có ở nhân gian. Quả thật Đức Thầy ra đời truyền đạo đúng là cái ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939. Đó là bắt đầu Thầy khai đạo để đem truyền cho chúng sanh. Đó là tháng 5 18 rõ ràng, phải không? Rõ ràng. Đó, vì vậy cho nên tháng 5 Kỷ Mão hàng đến nay khắp trong bá tánh gặp bài sấm kinh, phải không? Đó, vậy là tất nhiên gặp được qua cái lời châu ngọc của Đức Thầy. Cho nên là những ở trong cái lời của Đức Thầy, Thầy nói là hiệu lão sĩ ra đời thực tế, đem lời vàng dạy dỗ dương trần, nên gọi lời văn tao nhã hữu tình, phải không? Vừa có cái hữu cái tình là vừa có là trong nhân loại tất cả hết trơn, chứ không phải riêng ai ngang. Đó, Thầy nói là cả là từ trên ha, tới dưới thận hòa. Cho nên Thầy nói hữu tình rõ ràng không? Thận hòa vậy rồi quý không? Quý cô bác Thầy nói là hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang, phải không? Từ trên tới dưới thận hòa là nó như là châu như báu gì đó. Cho nên Thầy mà dạy tất cả trong chúng sanh trong thời kỳ này, thế như mà được qua cái lời Thầy mà ai mà nhận được, nghe được và hiểu được cái lý của Đức Thầy thì người đó mới hiểu được cái lời văn của Đức Thầy, nghe không quý cô bác? Hay là nguồn văn kiêu bạc người động tâm tù, phải không? Đó là cái văn văn chương, cái nền văn chương. Đó, mà hôm nay Đức Thầy hiện tại ở trong là thế gian này, Thầy đã gặp gỡ bao nhiêu lần cho chúng sanh trong thời kỳ này quý cô bác? Đó, thì mình biết là Thầy đã 5 lần, phải không, là chuyển pháp để độ đời. Đó, vậy cho nên là Phật Thầy Tây An Ngài cho biết ngang là ở nơi đây là Ngài đã chuyển pháp 5 lần để độ đời. Thì mình chúng ta thấy rằng ở trong cái thời kỳ này là ngũ hệ Hoằng Dương khai Phật Pháp. Như vậy thì đã 5 lần trong cái pháp này mà để dạy dỗ chúng sanh trong thời kỳ này nha quý cô bác. Thôi bây giờ mình nói cái nền văn chương ha, cái nền văn chương Đức Thầy đã dạy vậy mà mình ngược lại dòng lịch sử chút xíu nữa nha quý cô bác, quý đồng đạo. Ngày xưa đã ha, đất nước Việt Nam chúng ta là trải qua bao nhiêu thời kỳ chặn ông Trạng quý cô bác, cũng như là ông Trạng Hiền nè, rồi đến ông là Mạc Đỉnh Chi nè, ha, đến Trạng Quỳnh, phải không? Đã trải qua biết bao nhiêu văn chương, chứ đâu phải là mới có đây đâu, phải không? Vì vậy cho nên ngày xưa đó quý cô bác biết không, khi mà đất nước Việt Nam sang qua Tàu á ha, đi sứ ở Tàu đó, thì bây giờ người ta mới là đem
cái sự mà văn chương và thăm dò đất nước Việt Nam, coi là đất nước Việt Nam có đầy đủ cái bản lĩnh và có những cái bậc anh hùng, bậc kỳ tài, cái bậc văn chương, cái bậc văn võ bây giờ còn hay không, hay nếu mất rồi, nó đã suy đồi rồi thì người ta mới đem quân người ta can qua đất nước mình, nghe quý cô bác. Nhưng ngặt nổi bây giờ thì bây giờ ông là ông Trạng phải không, ông là Trạng đi qua bên là xứ Tàu, thì trước khi đến cái đền của vua đó thì quý cô bác biết sao không đó, thì là bây giờ là ông Trạng ông mới đi qua đất nước là của Tàu, thì bỗng nhiên có một lần này chúng người ta là để cái ở trước mà trước cửa của đền vua đó quý cô bác, một cái cành cây ha, là một cành trúc, và có con chim là cái người mà danh nhân ở bển ta làm khéo như là chim thật kiểu quý cô bác, giống như cái cành trúc thật, giống như con chim thật đó. Nhưng bây giờ quý cô bác biết người ta là ông là Trạng bước tới không, ổng mới thấy như vậy thì ổng đầu tiên ổng nghĩ tưởng rằng đây là sự thật, ổng mới dùa đến ổng chợp con chim, bắt đầu dân Tàu ở bển cười ào lên, nó đúng là ông này là sự thật, cười lên đây người ta nói ông Trạng ông này là nhà quê hán, quý cô bác quý đồng đạo ta nghĩ đây là ông nhà quê. Nhưng ông Trạng ổng mới nói nè, tôi nói cho các ông là thở đời nay là trước chiều nổi như thế này mà các ông là đem cái hạng là tiểu nhân mà đứng trên người quân tử, vậy các ông là lịch sử đâu, thấy không, văn chương là nền văn hóa của mấy ông nói là bên nay là rất là cao thanh và mỹ miều xinh đẹp mà ngạc, tôi hỏi các ông nè, bây giờ nền văn chương thở đời nay con chim là con thú phải không, nó thuộc về là thượng cầm thôi, là con thú. Nhưng tại vì cái cành trúc là tượng trưng cho người quân tử, mà mấy ông để cái ngựa, cái tiểu nhân, con chim là tiểu nhân mà đứng trên người quân tử, ha quý cô bác quý đồng đạo đó. Vì vậy cho nên là ông Trạng ông mới nói cái người là quân tử, là cành trúc là tượng trưng cho người quân tử, mà con chim tượng trưng cho người tiểu nhân, mà mấy ông để cái người tiểu nhân đứng trên của người quân tử, vậy mấy ông nền văn chương của mấy ông ở đâu? Bây giờ Tàu nó thán phục luôn quý cô bác đó, bây giờ nó là phục luôn. Mà nhưng chưa đâu nghe, khi mà vào triều nội rồi nghe, người ta là một mai là ở bên nước Tàu cô công chúa này đã chết, thấy không, chết mấy ngày rồi mà người ta cầm ở lại đó, người ta chưa có cho đem là tán, chưa là có hạ nguyệt gì hết. Nhân biết được là đất nước Việt Nam là sang Tàu đi sứ, nước Tàu bây giờ họ để đó đặng là hạ bệ ông Trạng, nghe quý cô bác, hạ bệ lại là ông Trạng đất nước chúng ta. Bây giờ họ làm sao quý cô bác quý đồng đạo? Họ mới nói bây giờ hôm nay là nhân Việt là sứ thần của Việt Nam, nghe nói đất nước Việt Nam nền văn chương rất là tao nhã đó, như vậy thôi bây giờ hôm nay ông làm một bài thơ, mà bài thơ không đưa đề hết trơn quý cô bác, chỉ rằng nói một, ở đây có một cái cô công chúa qua đời còn lưu lại đây trước khi là an táng hạ nguyệt, thì nhờ ông làm một bài thi. Thưa cùng quý cô bác, ông này là bất cứ là hãy miệng nhích lên là bắt đầu ông làm thi liền đó. Bây giờ quý cô bác biết không, ông Mạc Đỉnh Chi ông mới cất giọng lên, ông mới làm bài thi là thanh thiên nhất đó dân, phải không, thượng quyển nhất chi qua hồng lô dạo trì nhất phiến nguyệt nè, phải không, ông nói là thanh thiên nhất đó dân, phải không, thượng quyển nhất chi qua dạo trì nhất phiến nguyệt, có nghĩa là trên trời có một cái bông tuyết nè, còn ở trong vườn thượng quyển có một cành hoa, ở ao thì có một cái hoa sen mà thôi. Ý nói ở đây là cô công chúa đã qua đời, ông làm cái bài thi rồi bắt đầu nó ôi than ôi qua là sương tiết qua tàn nguyệt hẹn,
Thì ở nơi đó là tất nhiên ổng muốn làm cái bài thi nói là công chúa đã chết rồi. Đó, cho nên Tàu mới kháng phục luôn quý cô bác. Vì vậy cho nên trong thời kỳ trạng của chúng ta đó quý cô bác biết rằng cái lời văn lúc đó là đã tao nhã rồi. Hôm nay mà Đức Thầy cho biết rằng ở trong đất nước Việt Nam chúng ta rất là mỹ miều xinh đẹp, mà sau này đất với nước hậu lai vinh diệu, phải không? Chứ đâu phải là bình thường giản dị như vậy đây. Bây giờ là tạm thôi nha quý cô bác. Cho nên Đức Thầy mới nói lời văn tao nhã hữu tình. Nhất là bây giờ mình đi là gặp gỡ quý đồng đạo quý cô bác với nhau vậy nha. Bây giờ mình phải dùng cái văn chương tao nhã, phải không quý cô bác? Mà vừa cái căn cơ trình độ với anh em là nó có hữu tình trong đó, giống như thầy mình dạy vậy nha quý cô bác, quý đồng đạo. Cho nên thầy mới nói lời văn, phải không? Tao nhã hữu tình. Đó, cái câu đầu tạm tạm vậy nha quý cô bác. Bởi dân sắc lệnh thiên đình sai ta. Đó, bây giờ một ở trong dân sắc lệnh. Đó mà bây giờ Đức Thầy đã cho chúng ta biết là một trong của cái năm cái sắc cái lệnh. Đó, bây giờ một là cái sắc lệnh của ai đây? Đó, như vậy thì ở nơi đây Đức Thầy cho biết là Đức Di Đà truyền mở đạo lành, phải không? Đức Di Đà truyền mở đạo lành nè, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Như vậy là đầu tiên là cái sắc lệnh của Đức Phật A Di Đà, phải không? Rồi nữa nè, ta thừa dân sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Đó, như vậy. Rồi cái sắc lệnh thứ ba nữa ai quý cô bác? Ta thừa dân sắc lệnh của trời. Ở đây nè, phải không? Ta thừa dân sắc lệnh của trời cùng ông Phật Tổ giáo đời phiên dân. Đó. Còn nữa không quý cô bác? Lệnh Quan Âm dạy biểu khùng tròn cho bổn đạo gõ nguồn chân lý. Còn nữa phải không? Lão đây dân lệnh Minh Dương với lệnh Phật Đường đi xuống giảng dân. Như vậy là khi này Đức Thầy đã dân cái sắc lệnh. Vì trong cái lời văn tao nhã hữu tình là bởi dân sắc lệnh thiên định ra ta. Đó, như vậy thì bây giờ thầy là một ông Phật biết rằng là ở bên cái cõi Tây Phương Cực Lạc khùng ngồi tòa sen nha quý cô bác. Thầy cho mình biết là Tây Phương Cực Lạc khùng ngồi tòa sen. Đó, nhưng thầy xuống đây là cái tạo cái phương tiện. Như vậy thì mới tạo phương tiện để dạy đời mà thưa cùng quý cô bác. Nếu mình giờ mình đem cái lời thô kịch và một cái lời không xứng đáng mà mình tỏ cùng nhau với đồng đạo của mình thì làm nó mất cái duyên. Đó, bị háo thắng nghe quý cô bác, giết người không thấy, thấy không? Ở nơi đây nếu mình đem ra cái gì vậy cho nên đó, thầy nó bởi háo thắng giết người không thấy. Vậy là cái giết người mình không gõ được mà mình cái sự mà háo thắng của mình đó. Vì vậy cho nên tình nghĩa xe lơi, đó không? Đâu có gần gũi được mà tường diệu lý. Như vậy thì bây giờ trước hết là mình phải làm sao cho tất cả mọi người mình quen với nhau, thân thiện với nhau, gần gũi với nhau, phải không? Rồi mình trợ duyên cho nhau trên bước đường tu học là chờ đợi cái ngày Đức Thầy chở gót. Vậy thì Thầy đã hứa hẹn với tín đồ và làm sao mình phải cho kịp trở lại, phải không? Bởi dân sắc lệnh nè, dân cái sắc lệnh thiên đình sai ta. Đó, cho nên Đức Thầy cho biết là cái ngày nào á mà Phật tiên tọa vị ấy là thời lai bình trị muôn dân khắp các nơi chư quốc xưng thần trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp theo dõi gót người xưa mấy kịp dừng mây lành ngũ sắc hào quang Phật thánh tiên đông độ lướt sang miền nam địa phân chia đẳng cấp. Thầy nói gì quý cô bác? Nước cờ mới nay đà khởi sắp, chỗ tài hay biển lấp non dời, dưới cùng trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thần, tạo nền móng thánh quân đặt dựng, nơi chiều ca gầy dựng tôi hiền. Mà thầy nói sao quý cô bác? Giờ mắt câu thiên lý dị nhiên, nên còn đãi thiên quay nấy lệnh, tỏ cùng đời ít câu cung thỉnh, mong khán quan vào cửa xem tuồng, phải không? Mong khán quan vào cửa xem tuồng à. Bây giờ cái tuồng này nghe quý cô bác, mà thầy nói cỏ cùng cây điểu thú chim muông nhân với vật quần lai bổn tánh, đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà,
đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thành thơi. Phải không quý cô bác? Thầy lúc nào cũng lo, cũng chúc cầu cho mình hết trơn á. Thầy mới nói là, phải không, cáo từ làng sớm trẻ già, chúc cầu lạc nghiệp, nhà nhà ấm no. Phải không? Đó, thầy mới nói nè, bể trầm lưng khô cạn sáo đàn, thì tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Vậy là chừng nào mà biển cạn, quý cô bác, chừng nào ở biển cạn, cái biển có chúng sanh á, là mê hồi trước đến hồi vô thủy tới giờ làm sao mà cạn quý cô bác. Mà Đức Thầy đã hứa là bể trầm lưng khô cạn sáo đàn, thì tăng sĩ mới trở về nên thanh tịnh. Đó là cái lời nguyện của Đức Thầy. Cho nên Thầy nói ngang, trong cái cảnh khổ này, dầu cho là có khổ có khó cỡ nào đi nữa, Thầy cũng nguyện, nguyện là tấm lòng thành quyết dựng đạo đời. Phải không? Tấm lòng thành quyết dựng đạo đời à? Đôi điều hòa nhã nơi nơi. Phải không? Đôi điều hòa nhã nơi nơi nè. Như vậy thì bây giờ Thầy đem cái nguồn chân lý đã, đạo lành mở cửa nơi miền Nam bang. Phải không quý cô bác? Như vậy thì Thầy là làm sao cho chúng sanh được gặp cái con đường giải thoát cho mình bằng một cái phải quyết chí. Vậy cho nên Thầy mới coi ai có chứa bầu nhiệt quyết, phải không, dùng đạo màu đặng cứu vớt sanh lên. Đã như vậy thôi cùng quý cô bác, quý đồng đạo trong ngày nay nè, quý cô bác tu lâu gì nè, phải không? Đó. Vậy vậy cho nên nhờ học cái lời là mỹ miều xinh đẹp của Đức Thầy, nhờ học cao là nhân, là những cái bậc mà tiền nhân đi trước đã dạy cho chúng ta trong cái nền văn chương của lịch sử trên 4.000 năm, thì chúng ta đang học đầu đây quý cô bác. Thì nếu chúng ta học mà làm y theo như vậy, thì đến cái ngày Thầy trở lại đó quý cô bác, Thầy trở lại mới chọn ngang, chọn những đứng tu hành cao công quả là quý cô bác, quý đồng đạo đây chứ ai giờ. Chọn những đứng tu hành cao công quả nè, để ban cho xứng vị xứng ngôi người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Đó, thưa cùng quý cô bác, một hôm nghe nhắc lại cái mẫu chuyện thầy mà quý cô bác thường nghe đó, thì ông Ngọc Trân á, khi mà nghe Đức Thầy thuyết pháp ở tại trên chợ mới mình đó nghe quý cô bác, thì bây giờ á, khi Đức Thầy thuyết pháp xong thì Đức Thầy mới nói qua cái đoạn sau này tín đồ của tôi nghe đông như vậy mà sau này về tôi chọn có hai người. Thưa cùng quý cô bác, ông này nghe Đức Thầy nói vậy, cái lời thuyết pháp Đức Thầy vừa dứt, ông từ ở dưới diễn đàn trên 10.000 người đó quý cô bác, mà ông chen lên tới cái diễn đàn của Đức Thầy, ông khoanh tay lại. Dạ thưa thầy, tôi nghe thầy nói là hãy như là thầy cái bây giờ sau này thầy tạm vắng nhưng trở lại thầy chọn được có hai người. Thưa thầy, vậy chứ thầy chọn hai người mà trong đó có con không? Quý cô bác, thầy hỏi trong đó có con không thầy? Đó, ông này ông hỏi dạ thưa thầy chứ có con không? Thì bây giờ Đức Thầy không có trả lời ngay chăng cái câu hỏi là có con không thầy, thì thầy mới nói gì nè. Tôi nói cho ông biết ngang, sau này cái ngày tôi về tôi chọn hai người, tất nhiên là chọn ai có chung, ai có hiếu thì được chọn người đó. Thưa cùng quý cô bác, như vậy thì bây giờ quý cô bác đang thực thi trên con đường trung hiếu không? Cái ngày vui tươi nay đà lố bóng rồi. Như vậy thầy trở lại, thầy chọn ai? Chọn là cái người chung. Mà chung cái gì? Quý cô bác chung hết lòng với giáo lý thầy ngang, hết lòng theo lời thầy dạy, gọi là chung. Đó. Còn thầy dạy chúng ta mình làm cái bổn phận như trong gia đình của chị 81 đây, làm cái bổn phận hiếu, phải không? Đối với bậc ân điền của mình, đối với tổ tiên của mình, để đem cái công đức lành ấy mà hồi hướng cho hơn lên người quá giảng cho nội tổ của chị Tám hôm nay. Đó là do nhân duyên đó, tất nhiên là hiếu. Mà còn hiếu nữa nghe, hiếu là mình nghe lời thầy, nghe lời thầy mới gọi là hiếu nghe quý cô bác. Đó, vậy vậy cho nên chỗ này nè, hiếu là thầy mới nói là Đức Phật hang Phật thương bổn đạo như con. Phải không quý cô bác? Muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Đó, như vậy thì bây giờ mình là con của thầy, mình phải hiếu với thầy, phải hết lòng với thầy nha quý cô bác.
mà thầy bảo là hết lòng với thầy cái gì? Đã hết lòng là một mực nghe lời thầy đã chỉ dạy theo qua toàn bộ cái văn giáo lý đức thầy để đây nghe quý cô bác. Nếu như ai mà không nghe lời, không chịu nghe lời thầy thì ngày sau thầy trả lời, thầy có chọn được không quý cô bác? Tại vì cái đoạn trên thầy mới nói nè, ở cái giai đoạn mà chọn những đứng tu hành cao công quả đó hen, ở trong bài sứ mạng đó, mà bây giờ tôi thấy quý cô bác gần đủ hết trơn rồi, gần đến đó là chỗ cao công quả hết trơn rồi phải không? Mà thầy chọn là mình một mực như vậy hoài nghe, chứ đừng có bỏ nửa đường phải không, đừng có gãi gánh thì chừng đó thầy trả lời thầy không có chọn mình nghe quý cô bác quý đồng đạo. Thì thưa cùng quý vị, trong cái buổi này nghe, chúng ta muốn ngồi giữ vững trong trên bước đường đạo, mà trên bước đường tu hành đó, mình phải làm cái gì giữ vững quý cô bác? Lúc cảnh việc thường con kể giảng mới giữ vững nha. Lúc cảnh việc mình nói chuyện đạo nha. Lúc cảnh việc mình đi bố thí nha. Lúc cảnh việc mình là cúng lại nha. Lúc là cảnh việc thì mình làm hết các việc từ thiện, phải không? Đó là mấy cái bền đạo nha. Chứ còn mà nếu mà lúc mà cảnh việc của mình đó, mình đi là làm chuyện bà tám thì rất uổng nha quý cô bác quý đồng đạo. Vì vậy cho nên phải gắng nghe lời dạy của thầy, để đến chừng có việc kiếm thầy sao ra. Tây phương thầy lại quá xa, nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Vậy là hôm nay nghe quý cô bác quý đồng đạo thầy nói hết rồi. Thầy ở là dạy cho mình hết trơn rồi. Thầy nói dạy con cả nào đâu than cực, tiếng làm thầy phải nặng đôi vai, việc khó khăn lắm lúc hôi hài, ấy cũng bởi thầy lai ông tạo. Mà trong cái hoàn cảnh này thầy bảo chúng ta là nghe tu hành á, thầy phải gắng cố gắng chì mò nghe không biết cô bác gắng gìn giữ đó. Vì vậy cho nên ở chỗ này là cái chỗ thử thách gai go lắm nghe. Cái bây giờ là gió giông thì cội cây gung nghe quý cô bác, phương xa có giặc rung dung đặng nào. Một là trong thời kỳ của chiến tranh, hai là trong thời kỳ văn minh vật chất đua đòi đó. Vì vậy cho nên khó tu lắm. Nếu mà lo điểm tô huy hoàng nhà cửa, để không cùng mặt đất trời xây, cái chỗ này nè, thấy không? Thành ra tu không được. Ra thì làm kẻ thì lên xe xuống ngựa, người thì còn phải dùng máy bay đi nữa. Vậy cho nó xe xua trong cái cuộc đời này, ai mà chịu, ai mà chịu khổ đây? Mà đức thầy nói là gì nào quý cô bác? Gán cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật Thánh đó. Giờ đói lạnh trước thì sao ấm áp, mà nay sung sướng thì mai khổ lao. Mà bây giờ mà muốn đặng được lên Phật, muốn cho mình lên được bậc trên, phải lo rèn đúc mới nên thánh hiền, phải không quý cô bác? Mình ghen là gì? Ghen lòng giữ giả sắc đinh, phải không? Đừng phai, đừng lợt, phong thần bản ghi. Như vậy thì bây giờ mình ghen là ghen từ cái chỗ mình ăn ở mặt tu hàng ngày đó. Như vậy là tất cả những người chung quanh mình, đó là mình ghen nha quý cô bác, chứ ghen với ai? Ở đây tôi kể cho quý cô bác có cái bài này, bà ghen với ông Phật không à? Ghen với ông trời không à? Đó ngang, có cái bà này á, là bà ở cái bên xóm tôi đó quý cô bác. Khi mà lúa bà ngang nó chín rồi, bầy vịt nó qua nó ăn cái gốc lúa, bà đường cúng chiều, mà bà ghen hơi ngược chút ngang quý cô bác. Bà ghen ngược chút, đó. Cái mấy đứa con nói, má ơi, bây giờ là thằng Thái á, nó để là bầy vịt á, bây giờ vô cái gốc lúa mình nó ăn rồi, con hay con? Thời ơi con ơi, con á là con á là kêu nó lại, con á là chửi cho nó một chập cầm chừng đi con. Đợi má cúng xong rồi mới ra mấy chữ là đào mồ cha ông bà của nó lên cho con thấy. Thời ơi, bà đang cúng mà bà kêu vậy đó con chửi nó cầm chừng đi. Chút má cúng rồi ra má chửi nó cho nó te tua hết. Đà, cái mấy thằng chỉ vậy đó đấy, bà hai. Bà tu sao bà hung dữ, bà chửi đã đời rồi. À, là con bà chửi rồi nữa, bà chửi tôi nó sao chịu nổi. Nói tao nghe, tao nói thiệt với mày nghe, tao tu là tu với ông Phật với ông trời, tao không tu với mày. Quý cô bác, bà nói bà tu với ông Phật à, với ông trời à, tao không có tu với mày. Nghĩ câu quý cô bác nó đi ngược hết trơn không? Cho nên đức thầy bảo chúng ta phải biết thương người, phải không? Phải gắng bắt chước làm theo Phật Thánh. Nếu thiệt người, phải không, thì biết thương người. Mà bây giờ bà này á, là bà ấy xài văn chương hơi ngược, không có giống như lời Phật dạy. Mà đức thầy dạy là gì? Học Phật mà tu nhân, phải không?
Tại sao mà Đức Thầy dạy học Phật tu nhân quý cô bác? Là tại vì mình đã quy y rồi là học Phật ngang quý cô bác. Đó, quy y làm theo lời Thầy dạy gọi là học Phật. Mà tu nhân là cái nhân của hiện tại thế gian. Mà mình không tu rồi tu ở đâu có không Phật quý cô bác? Mà lời xưa đã bảo dục tu tiên, tiên tu nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ. Trước hết mình muốn tu cái đạo tiên thì phải tu cái nhân đạo. Mà cái nhân đạo không tu thì cái bậc là tiên đạo, Phật đạo mình cũng xa hả quý cô bác? Thưa cùng quý cô bác, như vậy thì ở đây tất cả mình tu người già, mình tu là đứa em, phải không? Mình tu cũng tu hết mới gọi là tu ngang trẻ với già, phải không? À, dình hai chữ từ khiêm. Như vậy thì bây giờ mình đã giữ như vậy, thanh liêm già trong sạch với cái bổn phận của mình, tất cả trong nhân loại, mà hãy miễn mình tu ngang quý cô bác. Nghe nói là vợ chồng của anh 81 ở đây hen tu là ngon lắm, làm từ thiện sẵn sàng chân. Mà hãy miễn có một cái ông nào lâu lâu coi chừng ngang chị Tám, lâu lâu có cái ông nào đến ổng có xin, ổng có xin đồ ngang nhang hay gì đó mà không có ha. Ổng nói tu gì mình xin không cho. Quý cô bác, tu gì xin không cho. Thì coi chừng mình giận ngang, giận giỏi đó. Vì vậy cho nên phải biết mơ mốt, mình tu lâu lâu cũng gặp bà, lâu lâu gặp nhỏ. Thôi giờ tôi kể cho quý cô bác nghe cái ông này nữa nè. Ông đứng trên diễn đàn là 20 năm. Ông nói trời ơi, từ trước đến giờ nha, không ai hỏi điều nào tôi biết hết. Hồi 11 quý vị hỏi ông Tư Phương coi sao nha quý cô bác. Cái ông này ông sư, cái có thằng nhỏ này nó có 12 tuổi rồi, nó dạ thưa sư, từ trước đến giờ tôi nghe nói á là hễ như là ở trên là 20 năm nay rồi, ai hỏi điều nào ông cũng trả lời rất là thông minh sáng suốt, lào lào vậy. Rất là thông minh phải không? Ông mới nói đúng rồi mày, mày thấy tao nè, 20 năm nay không ai hỏi câu nào tao biết, trên câu nào cũng trả lời được hết. Đó, vậy là ông thông minh sáng suốt rồi. Ngàn cái nhỏ nói dạ thưa ông, bây giờ tôi hỏi ông ngàn, cho ông cho tôi hỏi một câu. Mày hỏi gì cứ hỏi đi, ở đó mà gào trước đón sau gì nữa. Mày coi đó, quả thật là 20 năm nay không ai làm tao biết câu nào hết. Đó nghe quý cô bác. Bây giờ thằng nhỏ nó hỏi ông chứ dạ thưa sư, tôi hỏi ngài một câu, có nghĩa là thường thường á thì á là người ta nói hỏi câu thấp, mà nhỏ này hỏi câu tột cùng quý cô bác. Nghĩa là hỏi ông chứ tất cả trong thế gian này cao nhân tắc hữu, cao nhân cao, tôi hỏi ông chứ ai là người cao? Bây giờ ông sư này nghe quý cô bác, đi gần ở trên diễn đàn 20 năm không ai làm ông bí mật, nghe nhỏ hỏi câu này, hỏi ngay chân cái tâm của ổng. Thôi bây giờ ổng nói thôi bây giờ 20 năm tao chưa thua ai, giờ tao thua mày. Ổng đưa tay cho chàng khóa tay quý cô bác. Chỗ này 20 năm nay không thua ai hết mà giờ thua nhỏ 12 tuổi. Là tại sao? Thở nay hồi nhỏ nó hỏi là cao nhân tắc hữu, cao nhân cao. Mà ở thế gian người ta hỏi á là cái này trong cuốn Minh Tâm đàng hoàng nha. Mà người ta hỏi gì nè, cao nhân tắc hữu, cao nhân chạy, thường thường ở trong cái các cái môn phải không? Nó cao nhân tắc hữu, cao nhân chạy có nghĩa người giỏi, có người giỏi hơn. Mà nó hỏi cái gì nè, người cao, cao nhân tắc hữu, cao nhân cao. Thì cho nên ổng mới nói là cái nghĩa như vậy, làm sao không trả lời được quý cô bác. Ông nói cao nhân tắc hữu, cao nhân cao có nghĩa là thưa ông chứ ai là người cao nhất. Cho nên ổng mới thấy ổng là chưa có đắc đạo, cho nên ổng mới lắc đầu đưa tay thua. Người quân tử người ta vậy đó quý cô bác. Cái người quân tử là người ta, cái lời mà dầu cho đứa nhỏ, đứa bé ha, mình đã hỏi một câu thôi, người ta thua là người ta chịu liền. Chứ mình nữa là bường nghe quý cô bác. Chứ mình ở đây thế gian mình bường à nghe. Mình bường, mình bướng luôn, phải không? Nó thằng nhỏ mà có gì. Bởi vì hồi nãy tôi đầu tiên tôi kể mẫu chuyện của ông Trạng đó quý cô bác. Nó ông Mạc Đình Chi đó, người là rất nhỏ tuổi nha quý cô bác. Mà xứ Tàu nó còn phục nha quý cô bác. Chẳng hạn như vậy còn ông Nguyễn Hiền nữa nha quý vị. Đó, ông Nguyễn Hiền nè, ông Mạc Đình Chi nè, mới tới ông Trạng Quỳnh nha quý cô bác. Thì trong cái đất nước Việt Nam chúng ta biết bao nhiêu kỳ tài. Thưa cùng quý cô bác, cho nên một hôm Đức Thầy nói như vậy nghe quý cô bác, Đức Thầy nói đất nước Việt Nam chúng ta khi nào khổ lâm nguy sẽ có người tài. Như vậy thì quý cô bác nhớ lại năm 1939 có anh hùng xuất thế chưa quý cô bác? Có phải không? Đức Thầy nói nè, tam hùng chỗ mặt ngõ vào đời, từ mẫu bé nhi cũng thảnh thơi. Đó, Nam Việt sức thần ơn trên trước, đó là việc nước với việc trời. Cho một tràng quá tay chỗ này quý cô bác.
rõ ràng có anh hùng xuất thế rồi mà điều. Cái lúc đó ngang ông cổng ông đưa vào ba người con của bà Năm trên núi Tượng vào trong núi rồi quý cô bác. Đó là ông tổng mà ông cổng ngang Dương Cử Đa đưa vào quận Năm Non Ẩn rồi. Chờ đợi đến ngày tới đây ngang thì tam hùng trổ mặt sẽ ra đời. Lúc đó là năm 39, đến nay là ông này bao nhiêu tuổi quý cô bác? Thấy không? Mà ba ông đó là một làm ông mặt xanh, hai là ông mặt trắng, ba là ông mặt đỏ. Đó, như vậy thì trong đất nước Việt Nam chúng ta mình đừng có lo. Phàm có anh hùng rồi, chỗ mặt ngõ vào đời rồi, mà phải còn chờ đợi nha quý cô bác. Chờ đợi đến ngày à. Cho nên Đức Thầy nói là ta dừng tay chờ đợi lịnh thiên để Đức Ngọc Đế xử phong cho chúng. Bây giờ Thầy tạm nè, đem cái nguồn giáo pháp dạy cho bổn đạo Đức Thầy, cho tín đồ, xong Đức Thầy tạm vắng mặt, phải không? Rồi bắt đầu ngài trở lại mới định ngôi phân thứ được, còn bây giờ chưa. Cho nên Đức Thầy mới tiết lộ cái câu này nè: sớm tặng nhìn e úa rụng. Có nghĩa là nếu mà cái ngày mà lập đại hội Long Hoa sớm thì thưa cùng quý cô bác ông 12 mình tu được nhiêu đâu, mai là còn đến lúc này hen. Chớ mà gặp như Thầy mới nói nè, là chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi, thì lúc đó là mình gọi rồi. Năm 1936 là mình tiêu diệt rồi phải không? Ông Vũ Sổ kể như mình gọi rồi phải không? Nhờ có Minh Dương phải không? Khó đứng khôn ngồi, xót xa dạ ngọc bồi hồi tâm chung, nên trước đền mắt ngọc lị gân, quý yêu bá tánh quyết hồi nào cho nguôi. Làm sao cho dạ được nguôi, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời phiên xưa cũng một lần, nên nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Rõ ràng không? Đó, vậy thì đó đúng là cái lời văn ha. Tao nhã hữu tình, đó là để đem làm sao cho tất cả chúng sanh kỳ này không còn khổ nữa. Đó, vì vậy cho nên vừa dạy cho mình và cho là cả cái bậc tiên và luôn cái bậc thần, rồi là cái bậc là súc sanh côn trùng mà đều Thầy dạy hết nghe quý cô bác. Vì vậy cho nên cái lần này Thầy gom hết nè, Thầy nói rơm nhành lá rụng dung trồng giống xưa, phải không? Toàn là đây quý cô bác, giống xưa hà, giống hồng lạc, phải không? Kim chi ngọc diệp mà sao quý cô bác nay đổi dời nhiều sự thấp hèn, phải không? Mà bây giờ chúng ta mới gặp được nè, cho nên Thầy mới là đem cái nền đạo mà gieo trồng cái giống quý đó, giống hồng lạc là kim chi ngọc diệp cái giống quý rồi, nó cành vàng lá ngọc rồi. Mà thưa cùng quý cô bác, ở đây trên đời mấy người được là cành vàng lá ngọc quý cô bác? Ở trước mặt tu đây là cành vàng lá ngọc không, còn ở cái thế giới bên ngoài người ta chưa tu làm sao gọi là cành vàng lá ngọc được quý cô bác? Cành vàng lá ngọc là phải nghe lời Thầy, nghe lời Phật dạy, phải không, mới gọi là cành vàng lá ngọc. Còn nếu như ai mà không nghe lời thì còn ở đâu mà cành vàng lá ngọc đó. Thầy nói là con nào lành á thì dạng thảo ngay, phải không? Còn sao, đứa ngộ nghịch một mai đứa cổ, ý là con đó mà Thầy bỏ thì cũng phải chết, phải không quý cô ba? Cho nên Thầy nói dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt khắp dương gian, chưa đặng bao phận kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết đó. Như vậy thì bây giờ dạy mà dạy không có hết, chúng sanh á là bây giờ thể như gà thất thế rồi quý cô bác ơi. Bây giờ mình ngồi tu à, chờ Thầy trả lời thôi, chứ bây giờ quý cô bác ơi giống như là gà thất thế rồi đó, phải nằm chờ tới nước bắt ra. Mà Thầy nói thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma trời mở cửa quỷ dương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu tế kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng nữa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, nó làm đủ cách xuống lên tha thiết ở ngoài đường, nói biết tên mình. Tên cùng không cũng mặc tình, chứ ta lắm công trình dạy dỗ nghe quý cô bác. Như vậy thì thưa cùng quý cô bác, bây giờ là trong cái thời kỳ này mà Thầy nói đã trong cái thời kỳ này rồi, nhiều quỷ cùng ma rồi phải không, trời mở cửa rồi thì quỷ dương xuống thế rồi, cho nên Thầy đó vội vã lâm phàm liền để dạy dỗ chúng sanh trong thời kỳ này nghe quý cô bác, quý đồng đạo. Thôi thì cái lời nói chúng tôi đó đến đây là cái bổn phận của mình á, được phép có nhiều đó quý cô bác ha. Tại vì ông Tám Sĩ ông mới đưa lên đây, ông để 5 phút.
vậy là hết giờ. Thì không làm sao mình nói hết cái lời của Đức Thầy được ngang quý cô bác. Cho nên chúng tôi chỉ dọn dẹn hai câu lời văn: tao nhã hữu tình bởi dân sắc lệnh thiên đình sai ta. Thấy không? Thấy chúng sanh khổ, đâu an lòng dạ, xong thiền ra cứu vớt sanh linh. Thấy không? Đó, thấy cảnh khổ rồi. Đó. Cho nên Đức Thầy nó mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này. Đó, thưa cùng quý cô bác, quý đồng đạo ơi, bây giờ nếu như mình không kịp cái kỳ này ngang nắm bắt cho kịp ngang quý cô bác, không mà giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngài gài gặp ta. Đó, bây giờ thầy nói đồ la muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lợi giác thiền chuyên trở lúc can qua. Can qua dân chúng chớ buồn lo tích đức, chờ ta chốn hẹn hò tiên cảnh Phật đài xem gỡ gỡ, hoàn cầu đến đó âm cùng no. Đó, thưa cùng quý cô bác, như vậy thì bây giờ tới đó nghe. Từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm Phật quả mình biết bao. Đó, ở trong cái giai đoạn này tu gian nan khổ khó mà quý cô bác ngang, phải gán ngang, kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan dạ chớ này, vàng, đá, bao phen cơn nước lửa chì thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày sớm hiệp, gắn trí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng quần, gom một mối phạm trần, dạng kiếp kiến bồng lai. Và cảm ơn chàng khóa tay sau cùng quý vị. Thì cái buổi trao đổi hôm nay 40 phút gặp gỡ quý cô bác thì không làm sao cho đầy đủ ý nghĩa, mà không làm sao những cái gì mà cho trọn vẹn cho hai quý cô bác. Thôi thì là lời nói sau cùng, nếu mà được cái công đức lành, tôi và quý cô bác hồi nãy là quý cô bác có hứa với tôi là hợp tác, thôi giờ mình đem công đức này hồi hướng cho của quyền đất tổ và cho hồi hướng cho nội tổ của chị Tám trong ngày chánh lễ kỷ niệm hôm nay. Đó là cái phước duyên mà chúng ta là đã tạo tác, đã làm cái bổn phận của mình. Và lời nói sau cùng, và chúc cho toàn thể chư quý vị được nhiều sức khỏe và gắn tinh tấn trên con đường hành đạo, để là cái ngày Đức Thầy chở gót và được diện kiến và nghe phép màu đồng cánh sanh tịnh độ. Và Đức Thầy đã bảo chúng ta là dầu cho cái gian lao khổ khó cũng là phải gắn cố gắng nhau quý cô bác. Chánh tinh tấn dầu thành hay bại cứ một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phá khối đức tin ta cứ một đường đi tới. Nam mô A Di Đà Phật. Và cảm ơn toàn thể chư vị đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.